Để gắp cho con miếng thịt này. Vừa nạc vừa mơ. Sở thích của con rồi nhá. Ăn nhanh lên, nó còn đi thả bò cho mẹ nữa. Ô mẹ ơi, con nhớ mẹ bán bò từ hôm qua rồi mà. Ừ, mẹ bán bò từ hôm qua rồi. Sau sáng nay mẹ lại mua thêm 5 con bò nữa cho con thao mà thả. Đúng rồi. Ốm á, ốm thế này thì chiều nay làm sao mà ăn được đùi gà rán, uống trà sữa, thế còn ăn kem nữa chứ. Mẹ ơi, con thấy ốm con đi học đây. Ai ốm thì mà. Kéo mày quá. Các em có thắc mắc mẹ ngày xưa liệu có khác gì so với mẹ của chúng mình bây giờ không? Nếu như chưa có câu trả lời thì mời các em cùng vào xem video nha. Khi dạy con học mẹ xưa. Hả? Mau viết đi. Mẹ ơi, hai mẹ để con tự học cũng được. Ngày nào cũng nói như thế, nhưng con có tự học được đâu. Viết đi cho mẹ nghe lên. Con mỏi tay quá, hay mẹ cho con nghỉ nhá. Đã ai biết được chữ nào đâu mà kêu mỏi tay. Viết cho mẹ. Ui, con khăn nước quá, con phải nước. Ui giời ạ. Nghỉ nào cũng thế. Uống nhanh lên, rồi con ra học bài. Vâng ạ. Nani? Chết mất rồi. Nhanh cái chân lên. Đảm bút lên cho mẹ. Mẹ ơi, uống nước xong con muốn đi vệ sinh quá. Rồi, đi nhanh lên nha. A few moments later. Con đi vệ sinh xong rồi. Yeah. Mẹ ơi, đi vệ sinh xong con đói bụng quá. Con đi lấy bát cơm nguội á. Ai hốt mà. Đừng lo. Quay lại đây cho mẹ. Ngồi xuống. Nhưng mà con đói. Không phải đi đâu cả, mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Đói chứ gì. Có cơm. Hả? Khát đúng không? Có nước. Quên vệ sinh. Có bô. Đấy, ra được chưa? Rồi à, nhà bao việc cứ làm mẹ phải mất thời gian cơ. Mẹ này, em lấy cho anh mượn cái kéo. Cho anh mượn cái kéo để làm gì? À, cắt bôi nỗi sầu. Anh muốn tay cắt bôi nỗi sầu để bé con học. Mẹ là quầy TikTok mà. Thế nào? Mẹ chỉ bái cho con đi. Thì có mỗi việc học thôi mà cũng đến tay mẹ. Thôi được rồi, mẹ xem nào. Nhưng mà khó lắm mẹ à. Đâu, đọc đấy bài đi. Một, ăn quả nhớ, ba chấm. Thế điền câu gì ở ba chấm hả mẹ? Mẹ nghĩ xem nào. Ăn quả nhớ. Đúng rồi, ăn quả nhớ phải chấm muối. Chấm muối. Chính xác luôn. Con thấy nó cứ sao sao mẹ ạ. Sao là sao thế nào? Nhìn mẹ nhá. Đấy, ăn quả nhớ phải chấm muối. Ngon không? Ngon, ngon. Viết nào, chuẩn rồi. Viết luôn nào. Ăn quả nhớ phải chấm muối. Dễ thế mà cũng không làm được. Đọc câu tiếp theo đi, mẹ điền hỗ trợ. Câu tiếp theo nha mẹ. Ừ, đọc đi. Đói cho sạch, rách ba chấm. Đói cho sạch. Rách gì hả mẹ? Rách cơm. Rách xấu xí, đúng rồi. Sao lại là rách xấu xí à? Ừ, rách thì chả xấu xí. Mẹ ơi, liệu có đúng không? Con thấy nó cứ thế nào ý. Con không tin mẹ đúng không? Nhìn nha. Đấy, nhìn mẹ đang rất là đẹp nha. Ôi trời ơi, bây giờ mẹ mặc áo rách, con nhìn xem có xấu xí không? Eo, nhìn mẹ xấu quá mẹ. Nào, đi chưa? Mẹ lấy dẫn chứng cụ thể thế còn gì nữa. Hơi bị chuẩn hơn mẹ. Mau viết bà đi. Đó cho sạch, rách xấu xí. Ôi trời. Xong rồi mẹ. Rồi, mau gấp sách bỏ đi vào trong nhà.
mẹ còn quay TikTok. Mất thời gian thế nhở. Ngày hôm sau. Cái gì đấy Minh Khoa? Con làm cái mặt gì đấy? Cái thằng bé này, mặt kiểu gì mà cứ hầm hầm nữa đấy? Mẹ đánh cho trận bây giờ nhá. Tại mày, hôm qua mày chỉ có làm bài tập linh tinh, lên lớp cô giáo còn phạt con kia kìa. Sao con nào cũng giải giáo phạt? Con xấu hổ quá, con sẽ không bao giờ có mẹ chỉ ba nữa. Cái thằng bé này, thái độ gì đây? Ai ốt mà. Con bây giờ hư thật đấy. Khi đi du lịch, mẹ xưa. Mẹ ơi nhanh lên, mẹ gọi xe chưa? Mẹ gọi rồi, sắp đến rồi đấy. Sao được đi du lịch rồi? Sao được đi du lịch rồi? Ôi mẹ ơi, mẹ không mang theo đồ ăn à? Đến đấy mà đói thì xếp vào nhà hàng ăn đúng không mẹ? Không, mẹ mang theo hai nắm cơm nắm đây rồi, lúc nào đói lấy ra mà ăn thôi. Ôi, xe ôm đến rồi kìa. Em ơi, người ở đây em ơi. Xe ôm nào đi. Chị ơi, chị có xe ôm đúng không? Đây, xe ôm đây. Đúng rồi. Nhưng mà tôi gọi có một xe mà, sao lại điều tận hai xe đến thế? Ô, hay cái chị này, đi xe bạn để công an bắt à? Mẹ ơi, mỗi mẹ con một xe đi, nhưng Linh có cả muộn đi. Nhanh lên. Anh ơi, anh nhớ chở con tôi cẩn thận, nhớ chở đến nơi nhé. Ai xời. Này chị, lên xe. Này chị ơi, tôi bảo này. Sao? Vừa nãy tôi thấy báo là hết tận 100.000. Sao đã thế hả chị? Bớt cho tôi được không? Đi từ đây đến đấy xa lắm đấy, mẹ lại còn hai xe nữa. 100 là rẻ rồi. Mẹ cho tôi nhé. Hết được không? Ôi giời, 20. Thôi, con đã. Thì 30 nhá. Nani? Sao ra mà đã kỳ kèo. 30 thì gọi xe khác mà đi. Con đã. Giá chốt bao nhiêu? 50. Ôi giời ơi. Hãm quá bà ơi. Được rồi, lên xe. Ôi, ê, nào, ô vừa thôi. Xe ôm mà. Đi nè. Yo. Các bạn nhá. Hả? Đây có phải điểm đến của mình đâu nhở? Sao cái bà xe ôm lại thả mình ở đây? Mẹ! Sao bảo? Sao con cũng đến đây? Con chán mẹ lắm. Sao thế? Ly ra mẹ trả 100.000 thì người ta đưa đến nơi. Mẹ trả còn 50.000 người ta chỉ đưa đến nửa đường thôi mẹ. Người ta bảo con thế à? Vâng ạ. Thì thôi, không sao, còn có nửa đường nữa thôi. Hai mẹ con mình đi bộ nhé. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ này. Mẹ ơi, sao đi vườn bách thú mà mang nhiều đồ thế? Ui giời, đi vườn bách thú hay là đi đâu cũng phải mang đồ để có thay chứ con. Yeah. Nhấc đỡ lên cho mẹ. Ôi giời ơi, nặng quá. Nặng quá. Hours later. Ôi trời ơi, đi vườn bách thú thôi mà chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp. Mình xinh quá. Đi Khoa ơi, xuống xe đi, đến nhà rồi. Hả? Minh Khoa ơi. Ôi, Minh Khoa đâu rồi? Chụp ảnh quá, quên con ở vườn bách thú rồi. Mẹ ơi, mẹ bảo mẹ ra kia chụp ảnh một tí thôi. Ông mà chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ đến đón con đi. Mẹ đốt ngủ tử thôi. À hà, con sợ quá mẹ ơi. Khi bút hết mực, mẹ xưa. Hoa mới trở hết, suốt ngày rộng lá thôi. Đừng tưởng đẹp mà muốn làm gì thì làm nhá. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mua cái hết mực rồi, mẹ mua cho con bút mới đi. Ui giời, mua làm gì cho tốn tiền ra. Mua con hết mực rồi, mẹ không cho con mua thì con viết bằng gì ạ? Đưa đây mẹ xem nào.
bút hết mực, chỉ cần thay ruột bút là viết được thôi mà. Mẹ có đây ruột. Yeah. Đây này. Đấy. Đấy, xong rồi này, con viết thoải mái đi nhá. Một chiếc bút dùng cả đời, không phải tay. Ai hốt mà. Bao giờ mình có mới đây, chán lắm rồi. Mẹ này. Yeah, 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 học bài thôi. Yeah, 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 yeah. Hả? Mẹ ơi, bút con hết mực rồi. Cái gì con? Bút con hết mực rồi mẹ. Bút hết mực rồi á? Được rồi, đợi mẹ một lát. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này này, cái này, cái này. Đấy, cái này nữa. Đây, đây, đây nữa này. Đây, đây. Ô mẹ ơi, con thích cái này. Đây, 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 đấy, đấy. Cả cái này nữa nè. Đây nữa nha. Ơ, đây con thích cả cái này nữa. Đấy, 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 đấy. Đấy, con thích không? Có, ơi, nhiều bút đẹp quá mẹ ơi. Mẹ thoải mái đi. Vẫn còn mấy chục cái nữa, lát nữa người ta giao đến nhá. Đấy, viết đi, viết đi. Hả? Khổ thân bố đi làm vất vả mà mẹ lại mua nhiều thế này, liệu có hết tiền của bố không nhở? Khi con bị ốm, mẹ xưa. Hả? Này ra bảo, đến giờ đi học rồi sao con vẫn nằm ngủ? Mẹ ơi, con không hiểu sao con thấy mệt quá. Đang để mẹ xem nào. Ủa chán con nóng quá, người cũng nóng nữa, con ốm mất rồi. Thế để mẹ cho con nghỉ học nhá. Ui không được đâu mẹ ơi, hôm nay con có bài kiểm tra đấy. Không sao cả, để mẹ viết giấy phép rồi gửi cho cô giáo nhá. Bài kiểm tra hôm nay không làm thì mai làm, lo gì. Nani? Giả vờ thành công, được nghỉ học rồi. Ai hốt mà. Mẹ gắp cho con miếng thịt này. Vừa nạc vừa mơ. Sở thích của con rồi nha. Ăn nhanh lên, nó còn đi thả bò cho mẹ nữa. Ô mẹ ơi, con nhớ mẹ bán bò từ hôm qua rồi mà. Ừ, mẹ bán bò từ hôm qua rồi. Sau sáng nay mẹ lại mua thêm 5 con bò nữa cho con thao mà thả. Con ngày chăn bò. Chán. Mẹ này. Minh Khoa ơi. Nani? Trời ơi con ơi, sao bây giờ con nằm ở đây? Mẹ ơi con ốm rồi. Ốm á? Ôi dồi ôi, đúng là ốm thật. Ôi mau mau ngồi dậy đi lên. Ngồi dậy. Ngồi dậy làm gì ạ? Ngồi dậy để con đi học. Hả? Con ốm mà, mẹ phải cho con nghỉ học chứ. Ôi dồi ôi, ốm không học được thì con đi xuống phòng y tế mà nghỉ. Cái gì ở gì đấy á, mà có người trông, ở nhà không ai trông con đâu. Hôm nay mẹ bận đi họp hội TikTok rồi. Con mẹ học đâu, con mẹ học. Ôi trời ơi, đúng rồi. Ốm thế này thì chiều nay làm sao mà ăn được đùi gà rán, uống trà sữa, thế còn ăn kem nữa chứ. Mẹ ơi, con thấy ốm con đi học đây. Ai hốt mà. Kìa mày qua. Bài lấy xưa rồi, làm sao mà qua được mắt mẹ. Ôi trời ơi, sắp muộn giờ của mình rồi. Kìa, ăn nhanh lên con. Ăn nhanh làm gì hả mẹ? Ăn xong, con phải đi học thêm toán. Học toán xong, tiếp tục học tiếng Anh. Nani? Học tiếng Anh xong, lại đến tiếng Việt. Tiếng Việt xong, phải đi học múa. Thôi, buổi bây giờ phải học